Cái này thì không biết là người có làm sao không, tại vì khi mình xuống đến đây thì không thấy rồi, không thấy người rồi. Mà phần đầu xe nát hết. Đang chờ cứu hộ nhé mọi người nhé. Không biết là tài xế là nam hay nữ nữa, mình không rõ. Mọi người cũng không ai biết. Ra đến đây thì không thấy tài xế đâu rồi. Ô tô con bay xuống ruộng rồi mọi người. Mình sẽ đi qua đấy xem thử nào. Một chiếc ô tô màu trắng. Mình sẽ lại gần để xem nhé. Lấy bùn đắp mất biển số rồi. Thấy mọi người bảo là bị mất lái sao? Đâm một cái cọc. Cọc là làm cản đường. Ông kia đi đậy một nữa. Ông biết rồi. Rửa đi xong rồi lại đắp vào. Không biết tài xế đâu rồi. Ông có biết tài xế đâu không? À. Đoạn Trường Bắc mọi người. Cua Trường Bắc. Đây này là Trường Bắc nhỉ. Cầu ra là Trường Bắc ấy. Hãng xe của Hyundai à? Cái này là Hyundai. Xe nào? Cày ác phết đi. Xe đẹp thế. Cái này sát gầm rồi mới không đi được nữa hay sao nhỉ? Xe này có mất tiền mua đâu mà. Hả? Xe này có mất tiền mua đâu mà. Sao lại không mất tiền mua? Xe không ăn nhưng chẳng mất tiền mua. À. Sao anh lại nói thế? Cày xuống đường. Cái máy còn chưa tắt hay sao kìa? Nhỉ? Màn hình vẫn còn sáng kìa. Tắt rồi. Kia đấy. Cái màn hình nó vẫn còn sáng kìa. Kia màn hình vẫn còn sáng mà. Đúng rồi, màn hình vẫn còn kìa. Màn hình vẫn còn mà. Cái này nó sát gầm rồi nó không đi được nữa này, thấy không? Đấy. Nó sát hết rồi nó không đi được nữa, nó mới nghỉ hay sao. Kìa vết nó cày cái ruộng. Em ơi cho lên. Giờ kéo dịch ra xong mấy ấy à, mấy cẩu được à? Mà buộc với cái đấy có sợ gãy không? Kéo thế gãy ấy nhỉ? Cái xe này đâu có phải nhẹ đâu mà kéo như thế nó gãy thì sao? Hả? Không gãy được à? Được rồi, tới rồi. Cho căng hết cáp đi. Từ từ nhấc lên bụi, nhấc từ từ thôi. Nó vào kia rồi. Quá đi. Nâng cao lên đi. Nâng cao cần lên đi. Anh bảo kiếm xe vào đây này. Đi. Cho nó ra đây. Cáp không thu được à? Cáp không thu được vào à? Nó yếu, nó không kéo được. Nó không kéo được cáp. Nó phải kéo cả cần. Cho cần ra ngoài đường đi. Cho cần ra ngoài đường, không vào cột mốc. Nhẹ cho được mà. Ra ngoài đường đi. Cho ra bên núi bên kia kìa. Xoay đây, xoay cần đi. Xoay cần ra bên kia. Vừa sang vừa kéo. Mày sang nữa đi. Sang nhiều rồi, sao đây. Sang bên này nhiều. Hả? Không có lên máy đâu. Nên cho sang bên kia đi. Ra rồi đây. Nào. Cho sang đi. Nào, mình ra rồi. Nào, làm sao mà hộ cái nào.
Cái chỗ này đống này sâu lắm, bùn sâu lắm. Hỏng hết giờ cầm rồi bởi vì nó đâm vào cái cột kia mà. Đầu hỏng hết. Đừng hạ nữa, đừng hạ, hạ xuống đây, đừng nâng nữa. Hạ thấp. Thôi, kéo lên. Thôi, thôi, thôi. Kéo lên, kéo lên, lấy thằng nào cũng đi thôi. Lấy thằng nào rồi. Xăng chảy nhiều lắm rồi. Vỡ rồi, hết thằng kia rồi. Xăng luôn nhá. Có xăng đấy, xăng đây đây. Có thùng xăng rồi, nó. Lấy cái gì? Lấy cái kia. Lấy cái kia. Lấy cái đấy làm gì? Cái này là cái cụm đèn hay sao ấy, đèn đằng trước ấy. Cái này là đèn đằng trước hay sao ấy. Cái vỏ đèn mà, cứ kéo ra. Cái đầu ở bên kia kìa, ở bên... cứ nhặt hết vào kia cho họ. Ô rơi điện thoại kìa. Đi nhanh mà. Đi nhanh mà cô. Kiểu nó lao lên. Đây có mỗi cái này thôi. Không thấy cái đèn của nó thôi. Bây giờ phải tìm cái đấy, cái đèn của nó. Cái kia cái khác. Còn cái bên kia nữa cơ. Đẩy đẩy đẩy. Nhấc lên nữa. Nhấc nữa. Đây rồi. Rồi rồi rồi. À, trôi kìa, trôi kìa, trôi kìa. Kìa chắc cái đèn ở kia quá. À, không phải, cái đấy không phải, cái đấy là hộp gió. Hộp gió. Cái đèn vẫn chưa thấy. Xe nó mất phanh à? Mất lái. Hình như là cầm một cái đèn ở phía trên nữa. Cẩn thận cái vào sau lắm đấy. Nghe túi báo cáo xuống máy đi. Em xem có cái đèn ở đấy. Sợ nó dựng ở đoạn này này, tại vì cái này nó ở đây mà. Lúc kéo lùi nó sẽ rơi em ơi. Lúc kéo lùi nó sẽ rơi theo cái đường đấy xuống cái bên kia, cái bên trên em ấy. Kéo đây, kéo thẳng đi. Đầu nát hết rồi. Có mà xăng vẫn đang chảy mà. Xăng vẫn đang chảy đấy. Em ơi điện thoại. Thôi thôi thẳng lái đi. Sang bên lái. Nó kẹt rồi, nó kẹt rồi. Sao mò ở đây rồi. Rồi được mà, được mà, kéo đi, kéo đi. Được rồi. Ba con này khẩu được. Đánh sang bên cháu cơ mà. Có biết lái xe không đấy. Nén nó đi. Bây giờ xem còn cái gì ở đây không? Được rồi, được rồi. Đèn nữa à? Có cái đèn như này.
trong ấy rồi, trong xe rồi. Đầu đầu xe. Đó, nó xong không? Hả? Đã ra khỏi đống bùn. Lên cứu hộ an toàn. Toàn Dương. Máy không ảnh hưởng. Kém nước thì đi rồi. Chắc máy thì không sao. Máy không sao. Nói chung là vì vỡ mồm tí thôi. Vỡ mồm tí thôi. May là cái chỗ này nó mềm là người không làm sao đây. Vỡ mồm tí thôi. Cái này mà lao xuống chỗ khác người còn nguy hiểm nữa. Rồi nhé mọi người nhé. Cái ghế nó hết cái ghế. Cứu hộ thành công. À, thấy mọi người kể là tài xế không làm sao hết. Tài xế đi về nhà rồi. Hơi đau, hơi mệt cho nên đi về nhà rồi. Quê ở dưới gầm cái xăng nó đổ ầm ầm kìa. Kìa. Xăng nó đổ ầm ầm kìa.